Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7. Như vậy thì trong clip trước, thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái bài số 3 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay, thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái bài số 4, đó chính là tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. Cái đường trung tuyến là gì? Đường như nào gọi là đường trung tuyến em? Đây là những kiến thức rất cơ bản của môn tổ hình này. Các anh chị lớp 8, lớp 9 người ta bảo là mất kiến thức cơ bản là những rơi vào những kiến thức này nè em. Trong sách giáo khoa thì chúng ta đã được biết là đường trung tuyến của tam giác là đường gì đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Trung điểm, nhớ nhé, đường trung tuyến là đường đi qua trung điểm của cạnh đối diện. Ok, được chưa nào? Chúng ta nhớ giùm thầy nha. Còn cái tính chất của nó đã có rồi. Rồi, ok. Như vậy thì trong clip hôm nay thầy sẽ tiếp tục quay cho các em ở cái bài 4. Cái bài đầu tiên đó chính là bài 31 cho hình 7 này. Hình 7 đây các em. Các em nhìn này, tam giác ABC, thấy K là trung điểm của AB không nào, M là trung điểm của BC không nào, G đây chính là giao điểm của hai đường trung tuyến, thì G này tên gọi nó là gì? G đó chính là gì các em? Trọng tâm. Trọng tâm nha. Đây này, G gọi là trọng tâm. Còn mai mốt ta học về đường cao á, thì gọi là trực tâm. Được chưa? Đó là những kiến thức hết sức là cơ bản, chứ chẳng có gì gọi là nâng cao hết cả các bạn. Rồi, ok. GK. Đây, GK. Các em nhớ này. Nhìn nhìn đây thầy giảng là kiến thức cơ bản rồi, chúng ta mới làm được cái đây này. Cho tam giác ABC đây, ví dụ này. M là trung điểm, M là trung điểm của BC. Khi đó thầy nói AM lại, thì cái đoạn AM này này là mấy phần? 3 phần nha. G là trọng tâm ở đây. G là trọng tâm thì AG nhớ là 2 phần. Nhớ cái đường trung tuyến là 3 phần, AG là 2 phần và GM là 1 phần. Nhớ nha, cái đường trung tuyến này sẽ là 3 phần này, AG sẽ là 2 phần và GM này sẽ là 3 phần. Cứ căn cứ vào đây là chúng ta sẽ làm ra. Như vậy thì đường trung tuyến CK là mấy phần? 3 phần. CG là 2 phần và GK là 1 phần, vậy thôi. Như vậy GK, GK mấy phần em? GK 1 phần. CK là 3 phần, chứng tỏ chỗ đây là bao nhiêu? GK là 1 phần và CK là 3 phần, thì chứng tỏ ở chỗ đây sẽ là gì em? Bạn đã biết mấy phần mấy? Bạn đã biết không? Thầy nói lại, chúng ta có hiểu là CK là 3 phần, CG là 2 phần và GK là 1 phần. Mà đây GK chúng ta là 1 phần, CK là mấy phần? 3 phần, nghĩa là 1 phần 3. Bây giờ hiểu chỗ đấy là tại sao 1 phần 3 chưa? Tiếp tục này, AG đâu rồi? AG đây mấy phần? 2 phần. GM, GM là 1 phần, nghĩa là 2 phần 1 đấy em. Đáng lẽ chúng ta sẽ ghi là 2 phần 1 như này, nhưng mà 2 phần 1 thì bằng 2. Đáng lẽ chúng ta phải ghi là 2 phần 1. Có được chưa nào? Nhưng mà ở đây chúng ta không nên ghi 2 phần 1 mà chúng ta chỉ ghi số 2 thôi nhé. Đó, nghĩa là AG sẽ bằng 2 lần GM. Được chưa? GK 1 phần, CG là 2 phần. Như vậy thì GK là 1 phần, CG là 2 phần, là 1 phần 2. Có dễ chưa? Bây giờ hiểu rồi, dễ lắm nghe. Mà không hiểu thì không biết tại sao các bạn lại làm được những cái số liệu này mà mình làm không được. Tại vì mình không có kiến thức cơ bản, mình mất đi kiến thức cơ bản. Hiểu chưa? Đó, ok. AM đâu rồi? AM mấy phần? 3 phần. 3 phần ở đây. AG là 2 phần. Như vậy đó sẽ là 3 phần. Phần 2. Nghĩa là cái anh nào đằng trước này là tử đây, mà anh phía sau là mẫu. Vậy thôi. AM mấy phần? 3 phần. GM là 1 phần. Đáng lẽ chúng ta phải ghi là 3 phần 1, nhưng mà 3 chia 1 này bằng 3, chứng tỏ chỗ đây chúng ta ghi là số 3. Các em thấy như nào? Rất là dễ hiểu đúng không? Ok, như vậy thì trong lớp học các em cảm thấy dễ hiểu thì chúng ta nhớ đăng ký vào khóa học online nghe nha. Ok, cảm ơn các em nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 32 nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 32 nghe.
chứng minh rằng nếu một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau, nhớ là hai đường trung tuyến bằng nhau nha, thì tam giác đó là tam giác cong. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái tam giác ra mà trong đó có hai cái đường trung tuyến nó bằng nhau, thì chúng ta chứng minh đó là tam giác cong. Và các em nhớ giùm thầy là để mà chứng minh đó là tam giác cong thì thông thường chúng ta sẽ chứng minh đó là hai cạnh bên bằng nhau hoặc là hai góc ở đấy bằng nhau, các em nhớ nhé. Thì bây giờ thầy sẽ vẽ hình rồi thầy sẽ hướng dẫn ở trên đây. Học hình là phải biết cách vẽ hình và nhìn trên hình để mà chứng minh các em nhé. Giả sử ở đây thầy có tam giác ABC, thầy lấy Y là trung điểm của AB và D là trung điểm của AC. Thầy nói BD và CI cách nhau ở đây là G. G chính là trọng tâm của cái tam giác ABC. Như vậy thì ở đây người ta theo cái đề bài á, là người ta bảo là nếu một tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau, nghĩa là BD mà bằng với CI, đây là hai đường trung tuyến, thì chúng ta suy ra cái tam giác ABC là tam giác cong đó. Chúng ta cần phải làm việc đó vậy thôi. Chúng ta nhìn giùm thầy ở đây, thầy hướng dẫn đây. Các em thấy là vì BD và CE không là hai đường trung tuyến và cách nhau tại G, G đấy chính là trọng tâm, thì các em đầu tiên các em thấy là BG, nghĩa là BD này nó chia làm 3 phần và CE này cũng chia làm 3 phần. Như vậy BG thì sẽ bằng 2/3 là BD. Tương tự như vậy CG sẽ bằng 2/3 CE. Cái đúng chưa? Mà BD thì lại bằng CE, chứng tỏ BG thì lại bằng CG. CG được chưa? Các em hiểu không? Đó. Và đồng thời là gì? Và đồng thời là gì? BD thì bằng CE, nên chúng ta có là BG cộng GD thì bằng là CG cộng GE. Chứng tỏ chúng ta suy ra GD sẽ bằng GE. Như vậy chúng ta lại chứng minh đoạn này bằng đoạn này này, đoạn này sẽ bằng đoạn này. Sau đó các em sẽ xét hai tam giác nhỏ này. Các em xét tam giác BGE và tam giác CGD, ta có các cạnh tương ứng lần lượt bằng nhau này. GE thì bằng GD, GB thì bằng GC, và hai góc này này, hai góc này ở vị trí gì các em? À, vị trí đối đỉnh. Nên hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc xen giữa, thế chưa nào? Nên chúng ta suy ra là BE sẽ bằng với CD. Các em hiểu không? Thầy đã chứng minh được là BE là bằng CD. Mà trong khi đó là BE thì bằng 1/2 AB. Tại vì E là trung điểm, nên BE đây là bằng một nửa của AB. Tương tự như vậy CD cũng sẽ bằng 1/2 AC. Mà trong khi đó BE thì bằng CD, nên chúng ta suy ra được AB sẽ bằng với AC, nên suy ra tam giác ABC là tam giác cong tại A. Các em đã hiểu cái logic để mình làm bài chưa? Ok, như vậy đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ đi chứng minh giùm thầy các cái cạnh này tương ứng bằng nhau, dựa vào cái đường trung tuyến của nó đã bằng nhau. Có được chưa nào? Các em hiểu không? Rồi bây giờ đầu tiên chưa có tam giác ABC nên chúng ta phải giả sử nhé. Giả sử cái tam giác ABC có hai đường trung tuyến. BD và CE, và đồng thời hai đường trung tuyến này là như thế nào với nhau nha, và BD thì bằng CE. Gọi G là giao điểm của BD và CE. Được chưa nào? Rồi, chúng ta nên viễn hình rồi, thầy đẩy cái hình lên cho bây giờ. Để cái hình đấy thì không có thể nào ghi các em thấy được. Ta nhìn trên hình ở phía trên đây giùm thầy nha. Ta có BG thì bằng gì nha? 2/3 gì? BD. Có đúng chưa nào? Ở đây ta có thể mở đơn là tính chất đường trung tuyến. Được chưa? CG sẽ bằng 2/3
Vậy gan CI cũng là tính chất đường trung tuyến. Ở đây ở đây chúng ta có BD thì lại bằng gì CI. Từ cái này chúng ta sẽ suy ra được hai này bằng nhau, hai này bằng nhau, chúng ta suy ra được BG sẽ bằng với CG. Ok, được chưa? Đó, mà chúng ta cũng có là BG cộng cho GD thì bằng CG cộng cho GE, và hai này bằng nhau. Từ đây chúng ta cũng suy ra là gì em? GD cũng sẽ bằng là GE. Ok, chúng ta sẽ tiến hành xét tam giác nha. Xét cái tam giác BGE và cái tam giác CGD, có ta có gì? BG thì bằng CG, chứng minh trên hơn hai cái góc đối định là chính là BGI bằng góc CGD. Ở đây em ghi là đối định, được chưa nào? Và đồng thời chúng ta có GI thì bằng GD, chứng minh trên. Chứng minh trên, do đó cái tam giác BGI sẽ bằng với tam giác CGD theo trường hợp là gì? Cạnh góc cạnh. Ok, từ đây chúng ta sẽ suy ra hai cạnh tương ứng của nó bằng nhau là BI sẽ bằng với CD, ta ký hiệu ở đây là một. Đồng thời ở đây chúng ta có BI thì lại bằng 1 phần 2 AB, được chưa nào? Vì Y là trung điểm của AB. Đó nào. Và đồng thời ta có CD thì bằng 1 phần 2 AC, vì D là trung điểm của AC. Ở đây ta ký hiệu đây là 3 và đây ký hiệu là 2. Ok, từ 1 đây là em, từ 1 2 3 chúng ta suy ra, AB sẽ bằng với CD. Vậy ta kết luận vậy cái tam giác ABC là tam giác cân tại đâu? Tại A. Điều phải chứng minh, đập phải con mũi. Ok, giọng của thầy bữa nay nó hơi đạm đạm tiếng một tí em, do thầy bị đau họng, vậy nói nhiều quá bị đau họng biết em, viêm mũi với đau họng em bị liên tục, đúng thời tiết lạnh nữa thầy nói hay bị đạm tiếng lắm, tiếng thầy hay bị mất, được chưa? Cái logic trình bày là như thế. Liệu bài đây chúng ta tự làm được không em? Khi mà chúng ta hiểu rồi á thì chúng ta tự tự làm và tự trình bày được em, chúng ta không cần phải nhìn bài của thầy luôn á. Thầy nói thiệt, trong quá trình học các em cảm thấy hay thì nhớ like, comment tích cực để ủng hộ thầy, chia sẻ bài giảng của thầy cho các em nhé. Đăng ký vào kênh và khóa học online nữa. Ok, cảm ơn các em. Rồi, ok. Tới đây là clip, tới đây là kết thúc. Trong một clip sau thầy sẽ quay cho các em tiếp tục ở cái bài 33 các em nhé. Ok.